Chào mừng anh chị đã trở lại kênh của em Dương ô tô lướt. Ngày hôm nay em Dương lên cho anh chị chiếc xe Peugeot 3008 đời 2020 màu đỏ, xe đi cá nhân một chủ từ đầu, mang biển số Hà Nội. Chiếc xe này thì vừa mới về bên em được khoảng 2 ngày, gần như là chủ xe đi xe tương đối là giữ gìn nên là nước sơn zin của xe còn đến 99%. Anh chị có thể nhìn thấy qua video, đây là hình ảnh em vừa quay khi xe mới được rửa. Nên là chúng ta cũng đã nhìn thấy rằng xe vẫn giữ được nước sơn rất là mới. Về chiếc Peugeot 3008 này thì hiện tại phân khúc cạnh tranh chính của Peugeot 3008 đó là Hyundai Tucson, CR-V hay là CX-5. Đó là những đối thủ chính của chiếc xe Peugeot 3008 này. Hiện tại thì cái điểm nổi bật của chiếc xe Peugeot đó là xe được nhập khẩu nguyên chiếc. Và hiện tại ở showroom bên em thì chỉ có duy nhất một chiếc xe Peugeot 3008 đời 2020 đang bày tại cửa hàng. Mời anh chị có thể qua trực tiếp bên em để có thể ngắm kỹ hơn về mẫu xe này. Và bây giờ thì em có thể mời anh chị vào phía bên trong của chiếc xe để chúng ta có thể nhìn rõ hơn về phần nội thất xe, cũng như là sự giữ gìn của chủ xe đến thời điểm hiện tại. Ở đây thì anh chị có thể thấy là em đang quay cho anh chị sát hơn. Thứ nhất là về phần cửa, đây anh chị có thấy chủ xe khá là giữ gìn. Và để ý thấy là cái phần nẹp bước chân, chủ xe đã trang bị cái phần mạ chrome bảo vệ để giữ cho xe không bị cái phần cửa này nó không bị chảy xước trong quá trình bước ra bước vô đó. Đây ạ, phần này thì em soi khá là kỹ để anh chị có thể nhìn thấy từng chi tiết cụ thể. Xe thì cũng được trang bị chỉnh điện cho phần ghế lái. Phần da của chiếc xe thì cũng được giữ gìn. Vâng, cái nội thất của nó thì rất là bắt mắt đúng không ạ? Để em có thể đi kỹ hơn cho anh chị từng hàng ghế một ạ. Đây là cửa sau của xe. Cũng nẹp bước chân thì đều có 4 cánh ạ. Phần ghế sau và cửa gió hàng ghế thứ hai. Riêng chiếc Peugeot 3008 này thì có cửa gió hàng ghế thứ hai cho gia đình mình những chuyến đi xa, nhất là vào cái thời tiết mùa hè này thì chúng ta có thể là chống chọi được với cái nóng của thời tiết ở khu vực Hà Nội cũng như là các tỉnh phía Bắc. Phần cốp sau của xe thì chiếc Peugeot 3008 cũng tương đối là rộng rãi. Đây anh chị có thể nhìn kỹ hơn đấy. Dạ. Vâng. Phía sau nó là lốp dự phòng. Hiện tại thì chiếc xe Peugeot 3008 phiên bản Active 2020 này thì hiện tại vẫn được trang bị cốp cơ anh chị nhé. Dạ vâng. Đi sang bên mình sườn xe thì chúng ta có thể thấy rằng là phần la răng cũng như phần lốp xe còn rất là mới đúng không ạ? Hiện tại thì xe đã được lên lốp Michelin và đã được trang bị bậc để chân, phục vụ các gia đình có cháu nhỏ rất là tiện đấy ạ. Ghế phụ của xe thì cũng được trang bị chỉnh điện, một nửa điện một nửa cơ anh chị nhé. Dạ. Đây phần nội thất của nó đấy ạ. Gần số xe thì đã được trang bị phanh tay điện tử. Hiện tại thì Peugeot 3008 được trang bị 6 túi khí để bảo vệ người lái và hành khách ở trên xe. Anh chị có thể thấy ở đây ạ. Vâng. Chiếc xe rất là nhiều các chức năng cũng như là nút bấm. Nhìn khá là đẹp. Nội thất của dòng xe Peugeot được đánh giá rất là cao. Phần này nẹp chrome nên là nhìn anh chị cũng thấy chiếc xe khá là bóng đó. Nhìn nó sẽ thể thao hơn đấy. Vô lăng của xe thì là vô lăng diamond cut. Đây ạ, em có thể ngồi ở hàng ghế phía sau để anh chị có thể nhìn thấy rõ hơn một phần tổng thể của phần nội thất chiếc Peugeot 3008 này. Em đi từ phần vô lăng, màn hình, rồi đến các phím chức năng từ trái qua phải đấy. Thực sự là chiếc xe 3008 này
thì phần nội thất của nó rất là đáng tiền đấy. Vâng, em xin mời anh chị ra phía bên ngoài cùng với em để cùng em xem tới cái phần động cơ của chiếc xe 3008 này. Hiện tại thì chiếc Peugeot 3008 được trang bị động cơ 1.6 turbo, sản sinh công suất cực đại là 165 mã lực. Anh chị có thể thấy là phần khoang máy vẫn còn rất là đẹp bởi vì chiếc xe của mình là sản xuất 2020. Và vừa rồi em Dương đã gửi tới anh chị cái phần tổng quan nhất về chiếc xe Peugeot 3008. Cần thêm bất kỳ thông tin nào thì anh chị có thể liên hệ với em Dương theo số điện thoại ở trên góc trái màn hình đó, 0911 766 333. Đây là số chính của em Dương. Anh chị có thể gọi, nhắn tin hoặc là liên lạc qua Zalo bất kỳ lúc nào ạ. Một lần nữa thì em Dương rất là cảm ơn quý anh chị khách hàng đã lắng nghe cái video của em Dương và ủng hộ em Dương. Xin trân trọng cảm ơn anh chị và mong gặp lại anh chị lên những cái video sớm nhất ạ. Em chào anh chị nhá.